Xe ok cho anh em đó. Anh em mà muốn làm nồi Thái thì ghé ủng hộ. Rồi chào anh em AB trên 50 nha. Giới thiệu với anh em cấu hình là khuôn bộ nồi Thái. Xe này thì chạy bị tình trạng là rần nồi nha. Thì cho anh em coi sơ qua phần cái nồi cũ nha. Cho mượn chuông bố nồi cũ luôn ở bên. Đó, phần cái nồi cũ thì cái phần này đã xử lý là phần vệ sinh nồi rồi, qua mấy lần không bị hết nồi nha. Bố bị mòn chai nè, con chai hết rồi nha. Chuông bị sọc chuông ha, sọc chuông rất nhiều ha. Bi thì nó mòn hết rồi. Thì cái hình này thì mình làm lại cái hình là nồi bố Thái, chạy là bao nhẹ nhàng luôn, không bị tình trạng là rung giật nha. Đó, cái hình thì mình làm và phun lại cho đủ xe phần hồng sang kim phun cho nhẹ nhàng lại. Đó, thay phun đủ xe là bố Vinh Thái với chuông Vinh Thái nha. Bi ban đồ Nhật. Đó, bao ok cho anh em. Tiếp tục mình gắn phần nồi vô nữa, mình sẽ test cho anh em luôn. Chạy vừa êm vừa nhẹ, không có bị tình trạng là rung rần ha. Đó. Anh em AB 50 mà bị tình trạng rung rần máy thì ghé bên độ xe Việt Nam ha. Mình sẽ lên cái phương án làm cho anh em. Có hình thì đi đồ xịn để cho anh em chạy cho bốc nhẹ xe nha. Tiếp tục là mình gắn cái phần cái học nồi học đựng đồ vô và lắp cái phần nắp lóc nồi vô và test cho anh em luôn. Đó, có hình là full nồi cho chiếc AB 50 nha anh em. Bao bền ha. Này phiên bản đặc biệt ha. Test nhẹ chiếc AB 150 mới làm một khu vực Thái bên độ xe 12 của mình làm rồi phun dinh thoại nhẹ xe chú xe bao ok cho anh em. Đó, anh em mà muốn làm nồi Thái thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Mình bao lên cho anh em của mình một nồi ưng ý, chạy bền rất giọt nha, không còn bị tình trạng rung rần nha. Đó, bao giọt cho anh em phun dinh nồi Thái. Xe này thì chủ xe chê là chạy nó rần xe quá nha, rần xe nó la xe quá, chạy nó không lên. Thì mình đi lại của mình là nồi dinh Thái chạy bền AB 150 nha. Đó. Anh em mà muốn lên nồi thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Bao lên rồi cho anh em ok ha. Đó, phun nhẹ nha. Rồi. Để cho anh em tham khảo một vòng hai vòng ha. Này rất là êm nha. Nhìn nồi giờ bây giờ đó chạy rất là bốc mà êm, không bị rần la nha. Đó. Anh em bị tình trạng rung đầu rồi rần nồi, la nồi thì ghé bên độ xe nha ha. Bao lên. Ok. Nhẹ lên ha. Quá giòn. Quá ok cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em AB 50 nha.